Xin chào tất cả mọi người. Mùa xuân là mùa của cây trái đâm chồi nảy lộc, mùa của tình yêu đôi lứa và mùa của những ước hẹn. Tháng 12 là một tháng kết thúc của một năm. Và chúng ta có thể thấy những cái tháng từ tháng 1 tới tháng 11 trôi qua, chúng ta ngồi và chúng ta nhìn lại những cái chúng ta đã đạt được, những thành tựu đã đạt được và những cái chúng ta chưa thực hiện được. Và tháng 12 cũng là cái tháng để chúng ta còn một tháng để chúng ta phấn đấu, để chúng ta có đạt được cái mục tiêu của mình trong năm, đạt được cái kết quả như mong muốn. Và chúng ta hãy cố gắng trong những ngày còn lại của tháng 12 để chúng ta đón chào một mùa xuân mới hạnh phúc, đầm ấm, vui vẻ bên gia đình. Hôm nay Trọng Thơ gửi tới toàn thể quý hàng về thông điệp về niềm tin. Và mùng 1 đầu tháng 12, Trọng Thơ chúc cả nhà chúng ta có một niềm tin mãnh liệt vào nghề của chúng ta đã chọn và nghề của chúng ta đang làm, và chúng ta hãy tin tưởng là chúng ta sẽ thành công với nghề. Và khi chúng ta có mục tiêu, có niềm tin thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Ở đâu đó thì khi chúng ta có niềm tin rồi thì mọi khó khăn cũng trở nên dễ dãi hơn. Chúng ta có niềm tin rồi thì mọi rào cản trong cuộc sống, mọi những cái trắc trở trong cuộc sống cũng trở nên thuận lợi hơn, đúng không ạ? Và niềm tin, khi chúng ta tin vào bản thân mình làm được, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ thành công với nghề thì chúng ta sẽ thành công. Và chúng ta tin rằng chúng ta xứng đáng với kết quả của chúng ta, xứng đáng với cái mục tiêu của chúng ta, và xứng đáng với thành quả chúng ta đạt được, và xứng đáng với sự cố gắng, nỗ lực của chúng ta. Đầu tháng thì Trọng Thơ chúc cả nhà chúng ta luôn luôn có niềm tin sắt đá, luôn luôn có niềm tin với cái mục tiêu của mình, luôn luôn có niềm tin với nghề của mình. Và hôm nay với những anh em sale bất động sản, chúng ta hãy tự tin vào nghề của mình và tự tin chúng ta sẽ thành công với nghề. Vào mọi thời điểm khó khăn nhất đều có những cái cơ hội để chúng ta thành công. Hãy cố gắng hết mình và hãy hoàn thành mục tiêu của mình từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng năm. Trọng Thơ chúc cả nhà sức khỏe, bình an và mọi điều thuận lợi. Xin cảm ơn.